Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay thì em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ cũng rất là giá trị trong bộ sưu tập cá nhân của em. Và chiếc đồng hồ này có một cái dáng tanh cổ điển và nó zin 100% anh em nhé. Một cái chiếc đồng hồ nó như một chiếc lắc tay vàng. Và đây là một cái sản phẩm trong video ngày hôm nay mà shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em gửi đến tất cả các anh em. Một chiếc đồng hồ nó còn nguyên zin 100% anh em nhé. Và anh em cùng lướt qua tổng thể của chiếc đồng hồ này. Cá nhân em đánh giá đây là cũng là một chiếc đồng hồ siêu tầm 60 tuổi rồi anh em ạ. Và một cái dáng tanh lên tay cổ điển thanh lịch, và nó làm kiểu dây nó liền đồng hồ như này này. Cảm giác cái đồng hồ nó rất là to bản và kiểu nó rất là khỏe khoắn anh em ạ. Cái sợi dây cũng rất là giá trị, nó làm bọc vàng cực kỳ là dày. Đấy, anh em cùng chiêm ngưỡng. Đây là một cái thương hiệu đồng hồ Âu England, và chiếc đồng hồ này có một cái logo của cái thương hiệu Virenci. Và chiếc đồng hồ này thì em cũng bán cái dáng đồng hồ này cũng đến thời điểm này là cũng vài con rồi anh em ạ. Và cũng về được một chiếc đồng hồ đẹp nên là em muốn gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ dáng tanh. Bình thường ấy, những chiếc đồng hồ cổ vintage dáng tròn thì rất là nhiều, nhưng kiếm được những chiếc đồng hồ dáng tanh cổ điển như này cũng rất là ít có anh em nhé. Và em đi vào thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ dáng tanh này. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây. Và lên dây cót thì cũng rất là dễ sử dụng cho tất cả các anh em đang chơi đồng hồ cổ. Đấy, tiếng cót lên rất là êm. Và chiếc đồng hồ này thì anh em khi mà lên cót xong, anh em rút núm ra chỉnh giờ, vậy là anh em đeo thôi anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì nước vàng còn rất là đẹp anh em nhé. Nó gần như là chưa có một cái nét thời gian nào cả. Đáy được làm từ thép, còn nguyên zin nguyên bản. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy. Đấy, núm zin, tổng thể zin 100% anh em nhé. Sợi dây được bọc vàng dây. Và đây là một cái khóa của cái logo. Cái thương hiệu Âu England này là một cái thương hiệu nhánh của cái thương hiệu Regency, một trong những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng. Ở đây cái dây của nó rất là dễ cài anh em nhé. Anh em cổ tay to cũng vừa đấy. Cho dây vào phát là anh em chốt thôi. Thế là anh em đeo đó. Như một chiếc lắc vàng. Và cá nhân em đánh giá đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp và mang những cái nét cổ điển vintage. Các cặp số nổi này có một vị trí lịch cốc 3 giờ tiện lợi. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái nước mặt của nó làm vàng, kiểu màu vàng mỡ gà nhạt, nên là cùng tông màu với khung vỏ rất là đẹp. Và đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ mà cá nhân em sưu tầm về. Cũng rất là lâu rồi em mới về được một chiếc đồng hồ cổ dáng tanh như thế này. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 30,5 và một chiều 33 anh em ạ. Đấy, dáng kiểu hình chữ nhật. Đây, và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem một bản đồng hồ rất là sang trọng anh em nhé. Đấy, nó rất là vừa vặn như một chiếc lắc vàng trên tay. Đấy, mùa hè anh em đeo những chiếc đồng hồ này thì phải nói là nó ra mồ hôi thì cũng không sợ bị hỏng dây da. Bình thường ấy, anh em đeo dây da ấy thì nó mướt mồ hôi rất là khó chịu, nhưng mà đeo những chiếc đồng hồ mà dây kim loại như này thì mồ hôi ra cũng không có vấn đề gì anh em ạ. Đấy, dáng tanh bên tay phải nói rất là vừa vặn và sang trọng anh em ạ. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho anh em mua sưu tầm anh em nhé. Chiếc đồng hồ này thì shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé. Có hơn 4 triệu anh em bỏ ra anh em mua được một sản phẩm chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ này, zin 100% này, và nó còn độ mới còn cao, và hơn thế nữa anh em mua được cái thời gian anh em ạ, cái giá trị thời gian. Và tất cả những cái sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết hàng đồng hồ chính hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Và shop em cam kết rằng nếu mà anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em nhé. Và anh em yên tâm để mua sử dụng anh em ạ. Và anh em nào lần đầu biết đến kênh của em thì anh em hãy đăng ký và nhấn vào biểu tượng của chuông
mỗi khi em ra visa mới thì tất cả các anh em biết và đều sưu tầm được những chiếc đồng hồ giá trị. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây ạ.